Chào các bạn nhé, mình xin hướng dẫn các bạn cách nhận được 800 triệu đồng token DKS nhé. Một số thông tin về token này: số tổng cung phát hành là 1 triệu tỷ nhé, đã có 73 tài khoản holder và đảm bảo phát sinh 140 lần giao dịch. Rồi, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website climandrop.net, tiếp truy cập website để mình được phần dưới mô tả của đây nhé. Sau khi đã vào website thì các bạn làm theo các bạn copy con chắc này. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc Bitcoin Wallet, bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình, rồi ký hiệu DKS cho tài khoản 18, các bạn nhấp add token nhé và nhấp in vào token. Sau khi đã tìm bắt được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website cardamarock.net, nhấp vào nút get token nhé để nhận token. Rồi các bạn nhấp vào phần này cho mình nhé, cardamarock. Chương trình Anorock sẽ kết thúc vào 91 ngày đấy nha. Các bạn nhấp vào đây. Cả làm 800 triệu đồng DKS. Rồi, nó yêu cầu kết nối ví thì các bạn nhấp Lex và Collect kết nối ví nha. Ví ra là 0.0004 BNB, nhấp xác nhận cho mình. Rồi. Giao dịch đang được xử lý nha. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website climandrop.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên nền mạng Binance Smart Chain nhé. Ngoài ra, nếu các bạn chưa có tất cả khoản sàn giao dịch Binance và XRP thì Metallo và nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký nhé. Ok, rồi mình hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được 800 triệu đồng token DPS. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn.